Anh Thăng ơi, anh Thăng. Anh dừng máy, anh sang bên kia nhé. Anh dừng máy hồi cho đi sang bên phía bên kia chụp vào. Đến quê nhà cho bà con nhân dân tôi hiện trường, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí cùng các gia đình thân nhân liệt sĩ lời chúc sức khỏe. Bà con chúng tôi vẫn biết cảm thông nhiều và cùng biết nhiều đồng chí vì điều kiện mang trên mình những thương tích của cuộc chiến tranh và những lý do khác nhau nên không có mặt trong buổi hôm nay. Một lần nữa xin gửi đến tất cả các đồng chí, các đại biểu lời chúc sức khỏe, lời chúc các gia đình ấm no và hạnh phúc. Và sáng 29 xã Vĩnh Thành có mặt hôm nay, và có thể nói một ngàn lần cảm ơn cũng không nói hết được, là cái tình cảm của đồng bào. Khi mà tôi về đây làm tiền trạm thì đồng bào là rất băn khoăn rằng là thôn Hiền Lương thì chật, cùng báo cáo với tất cả các đoàn hành hương là như thế này, là thôn Hiền Lương hiện nay là hơn 600 nhân khẩu, nhưng đi làm ăn xa mất gần 200, chỉ còn khoảng 400 nhân khẩu, hơn 400 nhân khẩu một chút, nhưng lại mở lòng đón hơn 500 cựu chiến binh của Trung đoàn 57 và Mặt trận Quảng Trị. Đây là một cái điều mà tôi cũng hết sức băn khoăn, và bà con trong thôn cũng hết sức băn khoăn rằng sợ không chú đáo với đồng bào đồng đội. Nhưng anh em chúng tôi là có nhiều bác cựu chiến binh nói thế này này: có về ở với dân thì mới có ý nghĩa và chúng tôi mới muốn đi, chứ còn nếu mà đi mà cứ sử dụng dịch vụ này dịch vụ khác để đi bình thường thì chúng tôi, con cháu nó cho tiền chúng tôi đi được, nhưng mà chúng tôi muốn về với dân để dân nhớ chúng tôi và chúng tôi nhớ dân. Thì đây là cái tâm nguyện của những người lính của Trung đoàn 27 Châu Hải cũng như là Mặt trận Quảng Trị đã có từ nhiều năm nay, đặc biệt là trong 6 lần hành hương có 2 lần thử và có 4 lần hành hương, lần này là lần thứ 4 chính thức. Cuộc hành hương chính thức năm 2009 là 253 đồng chí tham gia, trong đó có 21 thân nhân liệt sĩ. Cuộc hành hương thứ 2 năm 2010 là 443, trong đó có 43 thân nhân liệt sĩ. Cuộc hành hương thứ 3 năm 2012 có 684 thành viên tham gia, có 51 thân nhân gia đình liệt sĩ. Và cuộc hành hương lần này là có 518 đồng đội chúng ta cùng vào đây, đồng đội và các thân nhân liệt sĩ, cũng như là cái
một số các cái đồng đội của đơn vị bạn cùng tham gia vào cái chương trình này. Trong đó ngoài chúng ta năm 7 có các đồng đội của sư đoàn 32 32 308 rồi 325 rồi cũng đã tình nguyện là tham gia đứng vào đội hình của những người lính của trung đoàn 27 kết vào với nhau cùng dắt tay nhau vào Quảng Trị để thắp nén nhựa nhang lên cho đồng bào đồng đội chúng ta. Thì cái cuộc hành hương này tại sao gọi là cuộc hành hương đưa quê hương vào cho đồng đội? Bởi vì trong những năm tháng chiến tranh, chúng ta đã từng vuốt mắt, thậm chí nhặt từng mảnh thi hài của đồng đội mình đưa vào lòng đất và hẹn với các đồng đội rằng hết chiến tranh, nếu chúng ta còn sống, chúng ta sẽ vào đưa chúng mày về. Tôi xin nói nguyên văn những cái điều mà rất chân thật của những người lính lúc đấy. Nếu chúng ta còn sống, chúng ta về, chúng ta sẽ vào đưa chúng mày về. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi, chúng ta không thể đưa hết anh em chúng ta về. Đặc biệt là những người đã từng cầm súng chiến đấu trong những năm kháng chiến chống Mỹ cung nước ác liệt nhất ở khu vực này. Chúng ta chứng kiến cái cảnh rất nhiều đồng đội chúng ta đã tan hòa trong lòng đất, lòng nước. Thì chúng ta biết chắc chắn rằng dù có muốn cố gắng đến mấy chăng nữa thì chúng ta cũng không thể đưa hết anh em về được. Thì buộc anh em chúng ta tan vào lòng đất Quảng Trị. Thì bây giờ nằm lại vĩnh viễn trong lòng đất của người Quảng Trị và được đồng bào Quảng Trị tiếp tục cưu mang cho đến bây giờ. Tiếp tục hương khói, trước đây thì nuôi ta đánh giặc, bây giờ thì tiếp tục hương khói để cho đồng đội tôi ta nằm lại cho ấm, lúc nào cũng ấm. Thế thì cái việc chúng ta vào đây là mang cái hơi ấm của những người lính, của những thân nhân liệt sĩ vào cho những người đồng đội của chúng ta. Cho nên có trong chương trình này có mấy cái chương trình rất đặc biệt. Một là chương trình đón bộ đội về làng, là chương trình để chúng ta tiếp xúc và trở lại với một thời. Ví dụ như đêm nay là chúng ta đang trở lại một thời dưới tuyến. Năm 2010 chúng ta tại Quảng Bình, Dương Thủy, chúng ta làm một cái đêm gọi là đêm trở lại một thời cơm Bắc giặc Nam. Còn đêm nay tại ngay bờ Bắc của cầu Hiền Lương, chúng ta thực hiện cái chương trình là trở lại một thời giới tuyến. Thế thì khi mà đây là một cái chương trình mà để tạo cái sự gắn kết và nhắc chúng ta nhớ được rằng chúng ta sống trong lòng dân, chiến đấu hy sinh vì nhân dân, nhưng mà sống trong lòng dân, bây giờ chúng ta trở lại trong lòng nhân dân. Và để cho đồng bào nhớ rằng là những người lính cách mạng không bao giờ quên được đồng đội của mình đã đành, nhưng không bao giờ quên được những người đã nuôi mình đánh giặc, những người đã tiếp tục cưu mang đồng đội mình. Cho nên chúng ta trở lại với cái chương trình là đón bộ đội về làng với ý nghĩa đó. Chương trình thứ hai là chương trình đêm ấm rừng đồng đội. Thì chúng ta đã có những cái cuộc ngủ rừng là gồm gần 700 quân của trong đoàn hành hương và hơn 200 thanh niên bộ đội địa phương của huyện là nằm với ta một đêm ở chân rừng. Tôi xin nhắc lại một cái chi tiết rất nhỏ thôi. Nhiều người cứ hỏi tôi rằng tại sao lại gọi là chương trình đêm ấm rừng đồng đội, có vẻ nó hơi cải lương. Đến lúc mà tôi chỉ hỏi chị Nguyễn Thị Lý, vợ của liệt sĩ Ngô Đức Hạt, người đã hy sinh tại cao điểm Hồ Khê Đa Bạc, cao điểm Tóc Tư nơi Hồ Khê Đa Bạc, thì tôi bảo thế này là cái võng mà anh em mà tặng chị, tại sao chị không mắc, chị 74 tuổi rồi, chị mắc cái võng lên nằm cho đỡ hơi đất. Thì chị Lý bảo với tôi thế này: ở nơi khác thì chị sẽ mắc võng, cảm ơn chú, nơi khác thì chị sẽ mắc võng, nhưng tại cái vị trí này, tại cái chỗ này, chú cho chị trải xuống dưới đất để nằm cho được gần anh ấy hơn. Thì xin thưa với các chị, đây là cái nghĩa của những người lính đã đành, của những thân nhân liệt sĩ khi vào với đồng đội, vào với lại những người thân của mình. Thì họ muốn mang cái hơi ấm, chúng ta cũng muốn mang hơi ấm của chính chúng mình để vào với anh em đồng đội đã 40-50 năm nay nằm ghẻ lạnh trên rừng, nằm lạnh lẽo trên rừng như thế. Thì bây giờ chúng ta vào mắc võng một đêm ngủ trên rừng với anh em đồng đội, cũng giống như hôm nay chúng ta vào đây cùng chung lưng đấu cật với lại đồng bào ở đây, có thể nói là làm một cái đêm để ấm những cái vong linh của anh em chúng ta còn ở xung quanh cái mảnh đất này. Thì đây là cái chương trình đêm ấm rừng đồng đội, hay là đêm ấm làng đồng đội cũng thế thôi. Tức là chúng ta mang cái hơi ấm của chúng ta, của những người lính, của những bà con quê hương đất nước từ các mọi miền đất nước vào đây để chúng ta làm ấm cái mảnh đất này, nơi mà đồng đội chúng ta đang nằm sâu dưới mấy thước đất, và đến mùa lụt thì nằm sâu dưới mấy thước nước. Thì cái chương trình thứ ba là chương trình quan trọng nhất, là chương trình hòa đất nước sông quê và lòng thạch hãn.
thì ở đây ấy, là bình thường hàng năm ấy, là cái nghi thức đặc biệt là dành cho ba cái khu vực địa phương lớn nhất là dành lấy cái đất ở miền Bắc thì đoàn Hà Nội lấy đất Hoàng Thành Thăng Long và nước Hồ Gươm, ở miền Trung là lấy đất núi Trung Nam Đàn, đất Hoàng Thổ núi Trung Nam Đàn và nước ở đầu nguồn sông Lam, ở miền Đông Nam Bộ và Nam Nam Bộ thì lấy đất của 18 thôn Vườn Trầu và nước của nơi chín nhánh dòng sông Cửu Long hội tụ vào trước cửa bến Nhà Rồng nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Thì chúng ta lấy đất tượng trưng của ba đất và nước của ba miền Nam Bắc như vậy, cùng với lại các loại đất và nước của những gia đình thân nhân liệt sĩ, từng chai nước giếng, ví như một chai nước giếng của mẹ Chút, Nguyễn Thị Chút ở Nam Đàn, Nam Anh Nam Đàn đã trao cho đoàn anh hương vào với một lời dặn rất giản dị thế này: mẹ gần 90 tuổi rồi không vô được với hắn, mẹ gửi chai nước đi giếng nhà của mẹ đi, vô cho hắn, các con chịu khó mang vô cho hắn dùng mẹ. Thì với cái tình cảm như vậy, đây là một cái việc làm là chúng ta biết rằng không thể đưa anh em mình về được, mà biết rằng là một chai nước, một bình nước, một vốc đất của quê hương, nó chỉ là tượng trưng, nhưng nó là cả một tấm lòng của những người lính, cả tấm lòng của cả một hậu phương của chúng ta. Thế thì cái chương trình thứ ba là như vậy. Chương trình năm nay thì vẫn giữ nguyên các cái chương trình theo đúng cái tinh thần của chương trình, gọi là chương trình hành hương ấm rừng đồng đội. Và đặc biệt, ngoài cái đất nước của các cái miền đất các đồng đội hôm nay, ngoài các sư đoàn lữ đoàn thì có những cái con em của liệt sĩ từ ở miền cực Nam Trung Bộ, nơi mà ở phía Nam, dù không phải là con em liệt sĩ của trung đoàn, nhưng với cái tình cảm của những người con đã là có những người cha người mẹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì cũng tham gia vào đoàn hành hương ra đây. Trong đoàn này là có hai vợ chồng của anh Phú và chị Giang, tức là chị Giang là con gái của 18 thôn Vườn Trầu. Thì chính gia đình chị Giang cùng với anh Đặng Ngọc Thăng của thân nhân liệt sĩ của trung đoàn 57 lên tận 18 thôn Vườn Trầu, lấy đất từ 18 thôn Vườn Trầu đại diện cho đất rừng phương Nam, đất phương Nam, để cùng với đoàn đại hương mang ra đây để hòa vào lòng đất nước quê hương ở cái khu vực này, trong cái ngày quan trọng nhất trong cái năm hôm nay là cái ngày kỷ niệm 40 năm ngày là thống nhất non sông. Thế thì xin giới thiệu qua một chút về cái chương trình như thế để các anh các chị và các bác, các ông bà, các bậc cao niên cũng như là các bà con cô bác ở địa phương biết được cái chương trình và của anh em chúng tôi vào làm như thế này. Và các đồng đội chúng ta hôm nay cũng, để tôi nói một lần nữa, coi còn đủ sức mà tổ chức nữa thì anh em chúng ta cứ từng nhóm một dắt tay nhau cùng vào làm được cái việc gì đó cho anh em đồng đội mình thì tiếp tục làm. Thì tôi nghĩ thế này, nếu như anh em đồng đội chúng ta họ còn sống thì chắc chắn họ cũng làm như chúng ta hôm nay thôi. Những đồng chí hy sinh, nếu họ còn sống chắc chắn họ cũng làm như chúng ta hôm nay. Tôi vẫn cứ nói với một nhiều anh em, tôi hy sinh mà các anh khác là sống thì họ sẽ là vào làm như tôi làm bây giờ. Thì đây là một cái điều mà tôi muốn vừa làm cái lời phát biểu cũng là vừa một cái tâm sự với tất cả bà con cô bác cũng như các đồng đội hôm nay cùng dắt tay nhau vào với cuộc hành hương này. Thì nhân dịp này á, thì một cái lần hành hương vào thì chúng tôi đều, các đoàn hành hương thì cũng có một chút quà. Thì đây là cái quà của toàn đoàn hành hương góp lại để trao lại cho địa phương, mà chúng tôi muốn đây là một cái món quà mà không phải dùng một lần, tức là chúng tôi muốn thông qua cái món quà này tạo thành một cái quỹ dù nhỏ một chút, là cái quỹ học bổng lấy quá khứ dưỡng tương lai, chính tặng cho thôn Hiền Lương. Lần này xin tặng riêng cho thôn Hiền Lương là một cái quỹ. Thì cái quỹ đó tuy nhỏ thôi nhưng mà muốn thế này, để các quỹ đó là lâu dài thì lấy cái lãi đó ra, để rồi mỗi một năm có một vài suất học bổng thì xét các cháu nào là chịu khó học rồi có khả năng học lên nữa thì tìm cách để cho các cháu, ủng hộ các cháu, nuôi các cháu, nuôi dưỡng cái tình cảm các cháu, để các cháu có thêm một đồng mua sách mua vở mà học, nhưng đồng thời nuôi dưỡng cái tình cảm các cháu đối với các thế hệ cha anh của mình. Cái quỹ này có thể sau này khi mà tôi, tất cả các đoàn này hành hương nếu có dịp quay trở lại thì sẽ bổ sung thêm cho cái quỹ nó dày thêm. Ví dụ lần này là 15 triệu chẳng hạn, thì lần sau là giả dụ như tôi ra một mình tôi đi ngang thôn Hiền Lương, tôi ghé vào, tôi thăm bà con,
Tôi bảo lần này tôi có một chút nhuận bút hay là có một cái khoản gì đó nhỏ nhỏ thì tôi góp thêm 1 triệu thì nó thành 16. Lần sau nữa góp 2 triệu nó thành là 18. Thì như thế thì tôi muốn đây là cái quỹ, tôi muốn là một cái quỹ rất là lâu dài để nhắc nhở cho các cháu ăn học, để các cháu nhớ được rằng chúng ta đang học bằng chính cái quá khứ của mình, của cha anh mình, thì để mà tôn trọng cha anh mình. Thì nhân dịp này thì thay mặt Đoàn Hành Hương tôi xin được trao cái quỹ đó. Xin mời Đại tá nhà giáo ưu tú Dương Doan Ngụ lên thay mặt Đoàn Hành Hương trao cái quỹ học bổng đó cho thôn Hiền Lương. Cái quỹ này và tôi xin kêu gọi tất cả các sức chiều lên. Của Đoàn Nghệ An còn một chút quà nhỏ nhỏ 1 triệu lên xin bổ sung vào cho đủ 21 triệu. Xin mời anh Trọng. Mời địa phương. Vâng, xin cảm ơn anh Trọng. Cái số 21 triệu 500 là con số lẻ, tức là con số vô cùng. Bây giờ chị Dũng lại ở cựu chân binh của Nghệ Đàn Nghệ An, thế là quê tôi đây, thế là chị lại vừa mới gửi nhờ một người ở đây trao lại cho cái quỹ học bổng, đắp thêm một chút cho dày cho các cháu. Vâng, xin mời chị. Vâng, anh nhượng đâu này? À vâng, xin mời anh lên. Vâng, xin mời anh lên trao cho. Vâng. Vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Vâng. Và anh Lã Anh Đức ở Đoàn Cựu Chân Binh Ninh Bình tặng 200. À, 2 triệu ạ. Tặng 2 triệu. Vâng, tôi xin lỗi ạ. Vâng, tặng 2 triệu. Và anh Nguyễn Anh Bơ, đoàn trưởng đoàn Hà Tĩnh. Và xin mời anh Bơ đó. Dạ vâng. Xin mời anh Hồng. Vâng. Là người chiến sĩ nhiệm vụ đem biến bao lời bác đinh ninh vì ước quyền mình giành chiến thắng vinh quang. Nêu cao truyền thống người chân binh giờ này cho bà hồ đảm cho anh một trái tim. Vâng ạ, đây có một đồng chí đồng ngũ của anh Nguyễn Trung Kiên, tức là đồng đội cùng trung đoàn 52 sư 320, tức là anh Lương Quang An. Vâng ạ, ủng hộ 1 triệu. Ôm nhau mới đủ hai chân để mà đứng mà ôm nhau. Hai người lính ôm nhau khóc, đủ hai mắt để mà khóc. Thì đây là một cái tình cảm là rất đặc biệt mà có những cái đồng chí là 40 năm, 40 năm mới gặp lại nhau. Từ đầu Tổ quốc cho đến cuối Tổ quốc gặp lại nhau trong một cuộc hành hương. Một cái cuộc gặp rất là khó. Nếu như mà bình thường mà chúng ta ngồi ở đây, mỗi một đồng chí chúng ta đến gặp nhau, chắc chắn là chúng ta phải có mất khoảng là 70 năm, mà mỗi một năm là tốn khoảng 70 triệu thì mới có thể gặp nhau được. Nhưng tổ chức một cuộc hành hương này
chúng ta lại có cơ hội để gặp nhau một lần mà không tốn kém lắm, nhưng mà lại rất là vui, rất là ấm cúng. Nhưng trong sự ấm cúng đó mới chỉ là của người sống, còn có một sự rất quan trọng nữa là cái tình cảm của người sống đối với người chết. Cho nên cái cuộc hành hương này, khi tại sao tôi muốn là có các thân nhân liệt sĩ đi cùng, để chi? Là tất cả những đồng đội chúng ta đây, mỗi một thân nhân liệt sĩ đi tìm cha anh mình rất là khó khăn. Và cứ hỏi tôi, mỗi một tháng bình quân tôi phải mất mấy triệu tiền điện thoại chỉ để trả lời cái thông tin liệt sĩ thôi, mà không thể trả lời hết được, bởi vì tôi muốn trả lời tôi tốn kém, là tôi phải hỏi. Tức là ai cũng cứ nghĩ rằng ông Lê Ba Dương, đã là Lê Ba Dương thì phải liệt sĩ. Xin chân thành cảm ơn. Và sau anh Đặng Văn Nhè là bác anh Phạm Đại Sáng, quê ở Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình, thì cũng có một chút là 500. Xin mời anh Tráng lên luôn. Vâng. Xin mời anh Tráng ạ. Vâng. Kính chào các bác, các anh, các chị ở thôn Vĩnh Hiền, thưa toàn thể các đồng chí cựu chiến binh. Tôi nguyên là một chiến sĩ của đoàn 15 mặt trận binh năm lúc đó. Hôm nay về với Hiền Nương cũng như các đồng chí ở cựu chiến binh các đoàn, mà chủ công là trung đoàn 27 của sư bà 390, với tình cảm là những người đã từng tham gia ở mặt trận này từ tháng 12 năm 1970 cho đến tháng 8 năm 1972. Và trên cái mảnh đất, những cái địa dư như là Vĩnh Chấp, Vĩnh Thủy, Vĩnh Long và những cái khu vực quận Tiên Dũng Miếu là những nơi mà đơn vị chúng tôi đã từng cùng với các đơn vị cần chi ngồi đây hoạt động. Nhân dịp này cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí và những đồng chí cùng với chúng tôi ở đoàn 15. Tôi biết là hôm nay đến đây cũng có một số, nhưng mà ít rất nhiều so với các đồng chí ở 395. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí. Cảm ơn anh. Xin mời anh Sáng. Vâng. Là người chiến sĩ nhiệm vụ đem tiến bằng gìn giữ quê hương, gian khổ coi thường vì nhân dân chiến đấu. Là người chiến sĩ nhiệm vụ đem tiến bao lời bác đinh ninh, vì nước quên mình giành chiến thắng vinh quang. Kính thưa ban lãnh đạo của xã Vĩnh Thành và ban tổ chức của thôn Hiền Lương, tôi là Phạm Đại Sùng, quê ở Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Năm 1967 tôi vào chiến trường ở đây. Năm số 8 tôi cùng một đồng đội hy sinh tại xã Vĩnh Thành. Mà giờ rất tiện này, tôi nhờ đảng ủy, nhất là hội phụ cao người có tuổi ở xã Vĩnh Thành, cho tôi biết 4 người khênh liệt sĩ của tôi, bị thương tôi đi ra khỏi Vĩnh Thành thì đồng chí đã hy sinh, đã chôn tại nghĩa trang xã Vĩnh Thành. Mà gia đình tôi thấy được là tôi dò máy vi tính thì tôi biết là gia đình đó, tôi điện cho gia đình đó là người An Mỹ ở huyện Hoài Mỹ Đức Hà Tây, huyện Hoài Đức Hà Tây đã lấy hải cốt ở đây về. Thì tôi mong rằng các đồng chí đảng nhất người có tuổi cho tôi xin được 4 người con gái lúc đó năm nay vào khoảng từ 67 đến tới 77. Lúc đó là tôi đã ở đây rồi. Thì nhân tiện đây thì tôi xin kính chúc toàn thể cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Thành và các đồng chí ở đây mạnh khỏe hạnh phúc. Xin cảm ơn. Có một cái thương binh, có một đồng chí thương binh là Nguyễn Văn Hòa, quê ở Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, thì với cái tấm lòng của mình cũng muốn là lên góp một chút quỹ đắp thêm vào cho các cháu. Có lẽ là đây là một cái quỹ mà tôi vừa mới nghe anh Hòa, nó thực sự tôi cũng là thương binh thôi, nhưng mà cũng ứa nước mắt, là bởi vì chúng tôi biết, đặc biệt là tôi là quê ở Nghĩa Đàn, cho nên tôi biết cái vùng quê của anh Hòa cũng phải là khá giả gì. Và đặc biệt là những người lính khi đã về bị có một chút thương tật rồi, cái điều kiện sống rất là khó. Nhưng mà khi mà anh lên đây hưởng ứng cái này, thì đây là một cái tấm lòng. Thì là như tôi nói nãy là mâm trầu thì cốt ở tay bưng, là cốt ở tấm lòng thôi, chứ không quan trọng là mâm trầu đầy hay là vơi. Thì xin mời anh Hòa. Vâng. Xin mời.
cháu bạn hồ đàn cho anh một trái tim một trái tim. Mời anh Hòa, mời anh Hòa này. Vâng, kính thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay thôn Yên Nương chúng tôi được đón nhận các đồng chí trở về thăm lại chiến trường xưa, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất non sông. Thì từ tấm lòng của các đồng chí là cựu chiến binh và thế hệ cha anh ngày trước trên chiến trường Quảng Trị, nay đã về lại tại địa phương và với những nghĩa cử cao đẹp tặng cho đơn vị thôn chúng tôi những cái quỹ học bổng cho các em về cái quỹ trường tương lai. Thì một lần nữa không có gì hơn, thay mặt cho ban điều hành thôn xin gửi đến các đồng chí lời cảm ơn và lời trân trọng cảm ơn cái tấm lòng của các đồng chí đã gửi cho đơn vị chúng tôi về những cái tình cảm sâu sắc đó. Thì sau đây thì các đồng chí là thế hệ cha anh đi trước đã nhiều tuổi. Tôi, bản thân tôi là một cựu chiến binh của quân chủng phòng không. Thì bây giờ tôi cũng xin thể hiện một tiếng hát của mình trong cái trong cái bài ca nói về người lính, về bài hát bài vì nhân dân quên mình. Thì đề nghị các thằng Long nó chụp mình được cái gì đâu mà. À để quay à? Xuống lên đứng để từ từ. À đây anh chụp em. Đây đây. Đây đi. Mình đi lắng nghe cho tôi một chút ạ. Sáng nay theo cái chương trình theo lịch chắc chắn là các cái đoàn, các cái xe và các trưởng đoàn thì đã thông báo cho anh em trong toàn đoàn rồi. Thế thì bởi vì nó có một cái chuyện này là khi với cái đội hình rất là đông, đông mà lại thuộc nhiều quân binh chủng khác nhau, chúng ta về đây là hợp đồng chiến đấu. Mà đã hợp đồng chiến đấu thì phải hết sức là chặt chẽ về mặt kế hoạch, tức là cái phương án tổ chức chiến đấu như thế nào thì chúng ta hôm nay cũng thực hiện như vậy, tức là hết sức chặt chẽ về mặt kế hoạch. Cho nên là ở đây thì đề nghị các bác, các chị là thế này, tức là chương trình ngày hôm nay ấy, là bắt đầu từ giờ chúng ta vào làm lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, viếng đồng bào đồng đội ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. Sau khi làm lễ ở đây xong ấy, thì chúng ta đi theo đường 12 lên Bình Quang, tức là đi theo đúng con đường ngày xưa chúng là 57 chúng ta vẫn về lấy không khô ăn ấy. Rồi sau đó là lên đến Bình Quang, rồi thì từ Bình Quang chúng ta vượt Bãi Hà, vượt Bãi Hà đi qua cái nghĩa trang Trường Sơn để chúng ta vào viếng nghĩa trang Trường Sơn. Tại nghĩa trang Trường Sơn ấy, thì có đài truyền hình, người ta sẽ làm việc với lại đoàn của mình. Cho nên là đề nghị là thế này, khi mà các cái hoạt động của mình ấy đều có các cái đài của địa phương rồi họ bám theo, các cái phóng viên của các cái cơ quan báo chí người ta quan tâm, người ta bám theo. Thế cho nên là tất cả cái đội hình của chúng ta là hết sức chặt chẽ, các bác đừng có tản mát ra nhiều rồi là thành ra không thành đội ngũ gì cả. Thế thì nó rất là khó vào phóng viên, nó sẽ gây ra cái tình trạng là nó hơi phản cảm. Cho nên là đề nghị các bác này, chúng ta nên đúng đội hình, dù là chúng ta tổ chức theo cái một cái là đội quân hay là tình nguyện, tự nguyện
nhưng mà phải hết sức chặt chẽ về mặt tổ chức để cho mọi người thấy chúng ta rằng là trước, sau và mãi mãi chúng ta là những người lính. Và cái tiếp theo của cái chương trình ở đây là nơi ở đó là do gia đình, cái đám gia đình của Phan Châu An tới nổi tiếng của các cái bài hát mà là thiên thắng trận từ Do An vọng tới, có cái tên như vậy thì chính là Do An là cái mảnh đất đó. Thì chúng ta sẽ về nơi cái thủ phủ của một cái ca khúc của Việt Nam ta lưu, và trong đó có những cái câu mà nhắc đến cái địa danh thật. Anh ơi làm la màng đi, làm thôi ăn hàng luôn. Bây giờ thì toàn nông lắm. Vâng, vâng. Năm hàng. Năm hàng. Chiếc vòng hoa thì chuẩn bị là chúng ta là có cái lễ là đặt vòng hoa. Đồng chí Tời và hai đồng chí đưa vòng hoa lên đặt vòng hoa. Anh em thắp hương. Bộ phận thắp hương mỉ hương cho em. Hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2015 tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, đoàn hành hương trung đoàn 27 Triệu Hải và các đơn vị sư lữ thuộc mặt trận Quảng Trị về dâng hương kính viếng hương hồn đồng bào đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Một phút mặc niệm bắt đầu. Xin mời tất cả các đoàn lần lượt vào dâng hương. Đời không xin đồng bộ gì thì biết thao chưa? Mình không hết được. Thấp chung với ta đấy. Con hương thấp chung với ta đấy. Không làm. Hoa ở dưới luôn. Anh nào có cái này là
Xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu chương trình hành hương đưa quê hương vào cho đồng đội tập trung tập sinh. Đây là những điều tưởng hành lang không được bổng cung. Xin mời ông Dương cũng lui một hàng thôi. Đây là một chỉ đuối. Nhìn giữa Thank you.
hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2015, tại di tích cây đa giếng Đìa, cũng là tại nơi đặt bia thờ liệt sĩ, anh hùng liệt sĩ Cao Như Thiêm, người chiến sĩ ưu tú của Trung đoàn 27 Châu Hải, người con của quê hương Xô Viết nghệ tính, đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và hy sinh trong tư thế của người chiến thắng. Hôm nay, đoàn hành hương đưa quê hương vào cho đồng đội lần thứ tư năm 2015, gồm có 500 đồng đội và thân nhân liệt sĩ chúng tôi có mặt. Xin được báo cáo với các anh hùng liệt sĩ, báo cáo với thân hoàng của bốn địa của làng Gia Bình. Anh em chúng tôi trở về với tư thế là những người tự hào chúng tôi đã tiếp tục sống thay, làm thay những điều mà đồng đội, đồng bào chúng ta không có điều kiện làm. Thì chúng tôi về đây với cái nén hương của những cái người sống hết lòng vì đồng đội, luôn luôn ngoảnh về cái phía truyền thống của đơn vị và tiếp tục sống tốt, sống khỏe, làm được nhiều việc tốt, và hàng năm nếu có điều kiện, có thể là nhiều người hoặc từng người, chúng tôi sẽ lần lượt vào để tiếp tục giữ ấm bát hương cùng với đồng bào Quảng Trị đối với các liệt sĩ, anh hùng liệt sĩ cũng và đồng bào đã từng chiến đấu, hy sinh và xây dựng mảnh đất ở Quảng Trị anh hùng này. Xin được cầu mong đồng bào Quảng Trị luôn luôn khỏe, làm ăn thắng lợi để càng ngày càng giàu lên, bát hương anh em chúng tôi càng ngày càng ấm lên. Xin một lần mời các đồng chí một phút mặc niệm bắt đầu. Xin mời mọi người ra đến viếng và dâng hương. Thôi con lượt phố đi đi rải kia. Thời gian mênh mông vẫn mang tình em mùa xuân dài.
Yêu cầu tỉnh đoàn, đoàn thanh niên huy động đoàn thanh niên của mình làm cái nhiệm vụ trong cái lễ thượng cờ đây, đề nghị là và chín bộ câu đề nghị tất cả các bạn tập trung lại đây ở chỗ cái phòng máy. Cảm ơn nha. Tôi xin nhắc khối báo chí, nhất là phóng viên nhiếp ảnh, chúng ta chọn vị trí thích hợp để không ảnh hưởng đến. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí ổn định vị trí, chỉnh đốn trang phục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lâm nghiệp khai thác ở trong khu đấy. Vài năm lên đây mà. Nhưng mà cá thu của nhà là của nhà má thì mình đây bắt khẩu. À thế à? Pháo này phải lần nào phải nổ pháo này là sẽ đấy thua đi thẳng đấy mà nó thua sẽ có ngon không thì rất là dẫn cái đoàn chỉnh thôi, còn một số ông chỉ khó đấy này thu được bao nhiêu năm đây là chỉ lý này vợ liệt sĩ Ngô Đức Hạt năm nay là đây là còn đây là dấu này dấu con trai con trai con bên thiền là thiền bảy bờ thiền vậy anh con chú điện thì biết à ba gia đình sáu người hôm qua nhân cái ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, mặc dù đường hải xa xôi, tuổi tác, sức khỏe, nhưng mà các anh, các chị và cùng các đồng chí cũng đã vào đây để dâng hương, dâng hoa ở tại cái nhà bia này.
Thì thay mặt gia đình, được xin chân thành cảm ơn ban điều hành và trưởng tiểu đoàn Dương, đây bà Dương là trưởng ban điều hành của cuộc hành hương này, và cũng xin cảm ơn tất cả các anh, các chị, các gia đình thương binh liệt sĩ đã có mặt hôm nay. Thế còn về bây giờ cái tiến hành cái chương trình hoa đấy, thứ nhất là chúng ta đặt vòng hoa, và sau đó thì chúng ta mặc niệm một phút, rồi sau đó mời tất cả các anh các tiến hành nghi lễ. Hồ Khê, đoàn hành hương cùng gia đình anh Nguyễn Minh Kỳ và các thân nhân liệt sĩ làm thực hiện nghi thức dâng hương, đặt vòng hoa và dâng hương tại lăng bia Hồ Khê, ghi danh Hồ Khê. Xin một phút mặc niệm bắt đầu. Xin mời các anh chị, sau khi mà anh Nguyễn Minh Kỳ và tôi sẽ dâng hương, sau đó là các anh các chị lần lượt là lên dâng hương theo cái Thank you.
Hoàng ơi. Anh em cha mình nhờ tí. Bác ơi, ngồi đi. Đi ra. Thôi. Mát tan sai mẹ. Dạ. Xin chào. Ông cứ nói. Dạ, dạ ở cái vùng là coi như là tên Hoa Huế là coi như cấp tuyệt cấp lũ đấy ạ, là bóp đặt quá nhiều. À, cho nên sau khi chiến tranh năm 12 giải phóng lục toàn miền á, là cấp tuyệt Huế là coi như tên Hoa là sung sướng, dân đây là rất chi là phấn khởi. Dạ, thì từ tối qua là 40 năm rồi, do đó cho nên hôm nay là phái đoàn của cựu chiến binh của nhà nước bảo vệ tận tân Hoa mà thăm. Dạ. Thì chúng tôi xin đại diện tất cả phụ lão được hết xin cảm ơn phái đoàn và lưu ý để là tân Hoa và cáp tuyệt cáp lộ là một vấn đề rất chi là sung sướng. Phụ lão của tôi hôm nay là 93 tuổi, nếu mà cuộc đời tôi có như thế là quá phấn khởi và sướng rồi. Dạ sướng. Thì trước hết là xin đại diện phụ lão xin cảm ơn nhà nước, cảm ơn phái đoàn đã lưu ý đến đây và thăm tân Hoa và coi lại chiến trường xưa để là dân tình ra đời như thế nào, và tối đây là cùng ăn cùng ở với dân chúng tôi là rất là sung sướng và phấn khởi. Cảm ơn cô người năm 68 là cũng đặt chân ở cái mảnh đất này rồi. Bây giờ trở lại thì hồi xưa thì là đất hoang tàn lắm, bây giờ trở lại thế này thì anh em chúng tôi là ai cũng có một cái cảm tưởng là làng nó đổi mới quá chừng luôn. Thấy làng mạc rồi đường xá rồi các thứ là anh em bộ đội rất là phấn khởi. Thì bây giờ cũng là đến thay mặt cho đoàn là xin cảm ơn lào này rồi bà con mặt trận này rồi anh em đồ chiến binh của phương thôn tôi chắc là vui. Phải đoàn đó là mạnh khỏe. Dạ. Alo, thứ nhất là nơi đồng thủy trưởng đoàn Thái Vinh. Thank you.
tạo nên một cái sự cố là hiện nay đoàn Thái Bình khoảng 100 đồng chí đang nằm. Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2015, tại Nghĩa Trang xã Cam Tuyền, đại diện đoàn hành hương đưa quê hương vào với đồng đội của Trung đoàn 27 Triệu Hải, nguyên là Trung đoàn 27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, và đại diện một số đơn vị từng tham gia chiến đấu trên địa bàn, cùng lãnh đạo đảng, chính quyền, nhân dân xã Cam Tuyền, cùng các đồng chí đại biểu thôn, xã hôm nay có mặt thực hiện lễ dâng hương, báo cáo với vong linh các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại trên mảnh đất Cam Tuyền. Chúng tôi, những thế hệ cùng thời và tiếp tục cái sự nghiệp của các đồng chí nay trở về với đời thường, cũng đã làm tốt những cái phần việc của mình, đóng góp công sức nhỏ nhoi của mình cho công cuộc phát triển và xây dựng đất nước, làm những việc, hoàn thành những việc mà các đồng chí, đồng đội nếu như còn sống sẽ làm. Hôm nay chúng tôi đến đây báo cáo và xin phép được dâng hương, đồng thời xin phép được về thăm cùng giao lưu với đồng bào chiến sĩ của xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Một phút mặc niệm bắt đầu. Để lấy chỗ mà thắp hương. Có để hàng chỗ này này. Gần gần trước. Để hàng chỗ này. Về dự với buổi giao lưu ngày hôm nay, cháu xin trân trọng kính giới thiệu có bà Trương Thị Khuê, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, nguyên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam. Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu có ông Nguyễn Minh Kỳ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Trân trọng kính giới thiệu và chào đón có ông Nguyễn Tiến Giang, cán bộ tiền khởi nghĩa. Đồng
đồng chí Lê Bá Dương, nhà báo, cựu chiến binh, trưởng đoàn, là người tổ chức và điều hành chương trình đưa quê hương vào cho đồng đội, cùng hơn 400 cựu chiến binh đoàn 27 Kiều Hải. Các đồng chí đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Giao Cang, Quảng Trị trong thời kỳ chống Mỹ, và các thân nhân liệt sĩ cũng có mặt đông đủ trong ngày hôm nay. Về phía huyện Cam Lộ, xin trân trọng kính giới thiệu có đồng chí Ngô Quang Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; cùng các đồng chí trong Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận các đoàn thể huyện Cam Lộ cũng có mặt trong ngày hôm nay. Về phía xã Cam Tuyền, xin trân trọng kính giới thiệu có đồng chí Lê Văn Tị, Bí thư Đảng ủy xã Cam Tuyền; đồng chí Hoàng Liên Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy ban các ban ngành đoàn thể xã Cam Tuyền cũng có mặt đông đủ trong ngày hôm nay. Và toàn thể các cô, các chú là cựu chiến binh đã tham gia tại chiến trường Quảng Trị, cùng đông đảo cán bộ, ban điều hành, nhân dân thôn Tân Hòa và các bà con, cô bác địa phương lên kênh cùng có mặt đông đủ trong ngày hôm nay. Đây thì chúng ta một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng. Đẹp lắm hôm nay, trời đỏ cùng trời, đôi mẹ cùng mùa bay bay đồng bạc, mẹ đón con mà rưng rưng nước mắt. Đoàn hành hương của trung đoàn 27 Kiều Hải anh hùng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hòa chung không khí phấn khởi tự hào của những ngày lịch sử tháng 4 kỷ niệm 43 năm giải phóng quê hương Cam Lộ, mùng 2 tháng 4 1972, mùng 2 tháng 4 2015, đặc biệt là kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2015. Hôm nay đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Cam Lộ, xã Cam Tuyền vui mừng được đón chào hơn 400 cựu cán bộ chiến sĩ trung đoàn 27 Kiều Hải anh hùng đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Cam Lộ, Quảng Trị, và thân nhân của các liệt sĩ đã về thăm lại chiến trường. Chưa, trong chương trình hành hương đưa quê hương vào cho đồng đội và chương trình đón bộ đội về làng tại thôn Tân Hòa, xã Cao Tuyền, đây là ý tưởng tốt đẹp của nhà báo, cựu chiến binh Lê Bá Dương và đồng đội, nhằm để các thế hệ những người lính từng một thời sinh tử trong chiến tranh được gặp lại nhau để sẻ chia tình cảm, ôn lại quá khứ của một thời hào hùng, đồng thời cũng là dịp để giáo dục truyền thống tiếp bước cha anh của các thế hệ người con Cam Lộ trong công cuộc kiến thiết dựng xây quê hương đất nước ngày nay. Trong không gian tràn đầy tình cảm quân dân hôm nay, trước hết tôi xin thay mặt lãnh đạo đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận và các đoàn thể của huyện, xã Cam Tuyền và nhân dân địa phương xin được chào đón các thành viên đoàn hành hương của trung đoàn 27 và kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị đại biểu, các đồng chí và nhân dân đã tham gia sum họp trong ngày vui hôm nay. Xin trước hết là xin thưa chị bà Nguyễn Thị Lý, người vợ liệt sĩ Ngô Đức Hạc, hôm nay là 84 tuổi, hôm nay chị cũng có mặt ở trong cái cuộc gặp gỡ này. Hôm trước thì chúng tôi có giới thiệu ở bên Huyền Lương ấy, nhưng hôm nay rất là tình cờ thì chúng ta lại được gặp một chị Lý là hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Xin mời chị Lý đứng dậy ạ. Xin mời chị đứng dậy cho anh em. Đây là chị, tôi đã giới thiệu cho tất cả các anh em trong đoàn hành hương và bà con cô bác. Vâng, đây là người vợ liệt sĩ Ngô Đức Hạc đã hy sinh ở cao điểm 84, tức là Hồ Khê Đa Bạc, và hiện nay một trong số 13 liệt sĩ được ghi danh trong bia Hồ Khê Đa Bạc. Mà một câu chuyện hết sức cảm động là
khi mà đoàn hành hương là tặng cho chị mấy chiếc võng để nằm thì chị không mắc võng mà chị trải dưới đất. Rồi tôi có hỏi chị tại sao chị không mắc võng nằm cho khỏi hơi đất, thì chị bảo là nơi khác chị mắc võng, còn ở nơi chỗ mấy mảnh đất này, nơi mà anh Ngô Đức Hạc đã nằm xuống, cho chị nằm ở dưới đất cho gần với anh ấy. Vâng, hôm nay trước hết là tôi xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Lý. Vâng, chị trong xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ có mặt hôm nay. Xin trân trọng, xin thưa chị anh hùng lực lượng vũ trang Trương Thị Khuê, nguyên Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội Phụ Nữ Việt Nam. Hôm nay dù rất là cũng tuổi cao rồi và cũng có cái vấn đề về sức khỏe, nhưng chị cũng đã cố gắng lên đây. Nghe thấy thì chị cũng đã lên đây vì anh em trong đoàn hành hương chúng ta và với thăm lại đồng bào đồng chí của Cam Tuyền, Cam Lộ. Và xin thưa anh Nguyễn Minh Kỳ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy, sức thân thiết hết sức yêu quý của rất nhiều đơn vị đã từng chiến đấu trên mặt trận Quảng Trị này. Ngô Quang Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ. Xin thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của huyện Cam Lộ và xã Cam Thuyền có mặt hôm nay. Xin kính thưa đồng bào chiến sĩ và đặc biệt là của xã Cam Thuyền, và đặc biệt là tôi cũng xin được là thưa các thế hệ đồng đội của trung đoàn, những đồng đội thân yêu và rất đáng kính trọng của tôi đã từng là lần lượt mà cùng chia bom xe đạn xẻ đạn với nhau, trong đó có tôi. Hôm nay là đứng trong đội hình, chúng ta cùng lại dắt tay nhau vào Quảng Trị và hôm nay lại dắt tay nhau về nơi mảnh đất đã từng ghi dấu ấn của trung đoàn 27 trong những tháng năm chiến tranh. Chúng ta đang ngồi quay mặt về phía cánh đồng Thân Kim và phía bên trái các đồng chí là chính là cái về cái phía là cái khởi đầu của cái sắp đá mài, tức là cái khe đá mài mà bây giờ hiện tại đang là một cái công trình thủy nông làm cho các cái bờ sôi ruộng mật ở các cái đồng cánh đồng Tân Kim ngày xưa là khô xác thì bây giờ trở thành đồng sôi ruộng mật. Xin được kính thưa các đồng chí là hôm nay các đồng chí dắt tay nhau cùng về Quảng Trị và cùng về ra mắt đồng bào Cam Tuyền sau 40 năm mà có nhiều đồng chí bây giờ mới được về lại Cam Tuyền để ra mắt đồng bào là Cam Tuyền, đồng bào Cam Lộ và đồng bào Quảng Trị. Trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị em và đặc biệt là cái sự đón tiếp của đồng bào là Cam Tuyền thay mặt cho đồng bào Cam Lộ hôm nay về là đón chúng tôi với một cái tình cảm hết sức đặc biệt, tình cảm của những người đã từng là nuôi dưỡng những người lính chúng tôi chiến đấu trong những năm cam go nhất và bây giờ lại tiếp tục là hương khói giữ ấm cái hơi ấm cho anh em đồng đội chúng tôi đang nằm lại trên mảnh đất này. Và hôm nay là khi chúng tôi trở về đây thăm đồng bào đồng đội, thắp hương cho những đồng đội của mình thì chính đồng bào cũng lại thể hiện cái tấm lòng hết sức chân quý đó, một tấm lòng là không những là quý trọng và lại còn hết sức thân thiết và chân tình đến cái độ hết sức ngạc nhiên mà rất nhiều đồng đội chúng tôi khi bắt tay những bậc cao lão ở trong làng, trong xã, rồi bắt tay những chị em ở cái cuộc đón tiếp hôm nay, rồi nhận từng cái phần cơm mà về ăn ở cái vị trí của mình. Nói thực có tôi nhìn nhiều đồng chí già, đầu tóc đã bạc rồi, hai tự tóc rồi, rưng rưng nước mắt, tôi cũng rất cảm động. Mà phải nói là điều này tôi đã chứng kiến rất nhiều, nhưng không ngờ cái điều đó không những chỉ dành cho tôi mà dành cho tất cả những người lính của trung đoàn 27 nói riêng và của những người lính của mặt trận Do Cam trước đây đã từng chiến đấu ở đây, nay trở lại với mảnh đất Do Cam này. Ở trong từng cái đầu sông cuối rừng. Thế thì cái cuộc hành hương này là đã được thực hiện sau hai lần thử. Cái lần đầu có lẽ là cái lần mà rất đáng kỷ niệm là trong đó là tôi và anh Nguyễn Minh Kỳ, vợ chồng anh Nguyễn Minh Kỳ cùng với đồng chí thiếu tướng Nguyễn Minh Long và 28 anh em trong cái bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực cùng nhà báo Đoàn Công Tính là lên trên đỉnh 514, cùng lên trên đỉnh 514 ngủ một đêm ở trên đó để thử xem sức mình như thế nào và đo cái lòng mình như thế nào với những đồng bào đồng đội ở khu vực này. Và hôm đó cũng rất nhiều đồng chí cán bộ của huyện Cam Lộ này cũng đi cùng lên cùng ngủ rừng với chúng tôi ở trên đỉnh 514. Thì đây là cái cuộc đầu tiên mà tôi cũng muốn nhân chuyện này xin nhắc lại bởi vì tuổi
thì kể cả tôi cũng dần dần cũng phải cao lên rồi. Chắc chắn của đoàn hành hương còn lại là ngược về phía Tây thì có là hơn 400 là thành viên hôm nay có mặt hôm nay. Thì để thể hiện cái tấm lòng của mình thì những đoàn những thành viên của đoàn hành hương chúng tôi là tự cơm đóng gạo góc vào đến đây, nhưng cũng là chắt chiêu ra được một chút quà nhỏ nhỏ để gửi lại cho địa phương làm một món quà, mong muốn rằng là đây là cái món quà nhỏ để khuyến khích các cháu, tức là một thế hệ mới là tiếp tục học, dù là rất nhỏ thôi nhưng để cho các cháu nhớ rằng là mình đang được sống trong một cái quá khứ, được nuôi dưỡng bằng một cái giá trị về quá khứ và tiếp tục được ăn học lên cũng nhờ những cái tình cảm cùng những giá trị về quá khứ đó. Thế thì hôm nay nhân dịp cái đoàn hành hương về đây thì chúng tôi xin được gửi lại cho trao lại cái tình cảm của những người lính trong đoàn hành hương thể hiện qua một cái quỹ gọi là quỹ học bổng quá khứ dưỡng tương lai. Cái quỹ này thì các đoàn hành hương của những lần trước đã tặng tổng số cho đến bây giờ trên đất Quảng Trị là 37 cái quỹ như vậy, 37 cái quỹ như vậy. Thì bây giờ lần này chúng tôi về chúng tôi cũng tặng tiếp một cái quỹ cho là bà con cô bác ở Cam Lộ này dành. Cái quỹ này thì xin nói là thế này, là chỉ là cái quỹ mà để lưu lại rồi dùng cái lãi nó, dù là chỉ là một suất học bổng bằng tiền lãi thôi hay là hai suất thì cũng là để nhắc nhở cho các cháu, là động viên các cháu là thi đua nhau mà ăn học để mà phát triển. Thế thì lần này hôm trước là chúng tôi cũng đã từng xin mời anh Kiên đâu ạ, anh cho tôi xin cái bảng quỹ ạ, có thể là treo ở trong một cái phòng khuyến học hay là phòng nào đó của địa phương. Thế nhưng mà trở về đây rồi ấy, thì từ cái sự đóng góp của anh em cũng như là cái sự chắt chiêu của anh em đồng đội chúng tôi ấy, thì quyết định là thêm là 5 triệu nữa là 15 triệu. 15 triệu này tôi cho đây là một cái khởi đầu để rồi sau này ví dụ như cá nhân tôi chẳng hạn, tôi về thăm lại Cam Thuyền, có thể tôi bằng tiền cá nhân tôi sẽ đắp thêm được xã Cam Thuyền. Xin mời đại diện của xã Cam Thuyền lên nhận cái quỹ này. Vâng. Xin mời anh, xin mời bác nhà giáo Lão Thành Nguyễn Văn Giáo, là Nguyễn Văn Giao, cựu chân binh nhà giáo Lão Thành Nguyễn Văn Giao là lên trao cái quỹ này cho đại diện phía Cam Thuyền. Đây là một nhà giáo đã là nhà giáo rồi, xung phong đi bộ đội và chiến đấu ở chiến trường Cam Lộ này, những năm cam go nhất của cuộc chiến tranh này. Bây giờ bác cũng đã rất là lớn tuổi rồi. Vâng, xin bằng luôn cho cái sự bồi đắp này bằng 500.000 ạ. Vâng, xin nhà giáo, xin cảm ơn nhà giáo giáo của tôi. Vâng. Thế thì các anh vào đây cũng lại xin được góp thêm vào cái quỹ học bổng đó 1 triệu. Như thế là chúng ta đã có 16 triệu 500 ạ. Vâng. Xin mời đại diện của địa phương. Như thế này có lẽ... Xin thưa lãnh đạo địa phương và cả đồng chí. Tôi cũng là người lính. Sau khi ở quân đội về thì tôi cũng đi dạy và bây giờ đã nghỉ hưu. Và đoàn chúng tôi đi đây có 16 anh em là cựu chiến binh, nhưng đoàn lại có 28 người bởi vì mời thân nhân liệt sĩ cùng đi. Và chúng tôi xin tặng địa phương cái quỹ, góp thêm cái quỹ này 1 triệu đồng để giúp một chút cho các cháu học nó tốt hơn. Xin cảm ơn. Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Trâm cũng vừa mới gọi điện ra để nhờ cựu chiến binh Nguyễn Trung Kiên là thay mặt cô bé là gửi cho thêm vào cái quỹ này 400.000 ạ. Vâng. Không, cứ anh Nam lên đi, bảo anh Nam lên đi. Anh Nam lên thẳng đi. Không, lên thẳng. Vâng. Xin mời anh Nguyễn Trường Giang đại diện cho đoàn Ninh Bình lên ạ. Và đây là lại cựu chiến binh của đoàn Ninh Bình. Cái đoàn mà cựu chiến binh của trung đoàn 57 tại Ninh Bình lần đầu tiên tham gia hành hương. Các anh lại muốn gửi vào cái quỹ này 1 triệu đồng tiếp ạ. Vâng, xin mời. Xin cảm ơn. Và cũng nhân dịp này thì nhắc đến một cái việc là cách đây cũng vài năm
tôi và nhà báo Đoàn Công Tính đã đến thăm một cái gia đình, là khi vào thăm thì gia đình này có 4 cháu cứ bò ra ngoài cửa để nhìn khách, để nhìn khách. Cho nên là nhà báo Đoàn Công Tính nhắc tôi rằng là đợt này có đến thăm cái đoàn, có đến thăm được gia đình này không, thì là tôi cũng đành phải xin lỗi nhà báo Đoàn Công Tính rằng với một cái lượng người đông như thế này và trong điều kiện mà đến rất thời gian rất ngắn không thăm được, nhưng chúng tôi sẽ cả đoàn sẽ dành ra một cái khoản xuất gọi là hỗ trợ cho cháu, một chút quà cho cháu. Thế thì nhân dịp này thì cũng theo cái ý kiến của tôi có thăm hỏi thêm anh em bà con ở địa phương ở đây á, thì biết thêm có một trường hợp nữa là một gia đình của cựu chiến binh cũng có thừa hoàn cảnh tương tự thì gọi là của ít lòng nhiều, cái mâm trầu cốt ở tay bưng, thì đoàn hành hương là xin được gửi lại một chút quà cho gia đình của ông Nguyễn Văn Bồng và bà Trần Thị Gái là ở thôn Tân Hiệp. Món quà nhỏ nhỏ trị giá khoảng 3 triệu đồng, tức 3 triệu đồng tiền mặt chứ không phải trị giá. Vâng. Và ông Trần, gia đình của ông Trần Văn Chấm. Trần Văn Chấm. Vâng. Là ở thôn Tân Hòa, cũng một cái chút quà là 3 triệu đồng. Xin mời đại diện của hai gia đình lên nhận. Nguyễn Phúc Sinh lên trao cái món quà này. Anh Kiên rồi. Xin mời anh Kiên chuyển cái món quà của gia đình lên. Vâng. Xin lưu lại chút, anh xin lưu lại chút. Rất kịp thời tôi vừa nhận được một cái tin nhắn của thương binh An Văn Úy, một cái tin nhắn của thương binh An Văn Úy muốn lên tặng cho hai gia đình để mỗi gia đình 1 triệu đồng ạ. Vâng, xin mời anh Úy ạ. Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện, xã, cũng như kính thưa toàn thể bà con cô bác và các đồng chí cựu chiến binh trung đoàn 27. Tôi là An Văn Úy đã từng tham gia chiến đấu tại mảnh đất này từ năm 1968, và chính tôi cũng đã bị thương tại cánh đồng Tân Kim cuối năm 1971. Sau khi điều dưỡng trở về hậu phương công tác cho đến 2005 thì tôi nghỉ hưu, và lần này là lần thứ 3 theo đoàn hành hương vào đưa quê hương vào cho đồng. Vâng, xin cảm ơn anh An Văn Úy ạ. Vâng, xin mời các bác. Vâng, xin cảm ơn. Như thế là hôm nay là, vâng, nhóm cựu chiến binh của anh Hoàn là ủng hộ đoàn của đoàn Hà Nội là ủng hộ 2 triệu ạ. Vâng. À, anh Mỹ lại muốn, hình như muốn có một phát biểu nhỏ nhỏ chứ đấy. Vâng. Thưa quý đồng chí lãnh đạo, bà con Cam Lộ, thực sự sau 43 năm trở lại vùng đất này chúng tôi rất cảm động. Sự đón tiếp rất nồng nhiệt cả bà con, và trong cái niềm vui ấy thì tôi xin hát tặng cái bài hát lại mừng Quảng Trị Giải Phóng. Vâng, thì gửi đến bà con và một chút quà nho nhỏ để các cháu học tập được tốt, thì cảm ơn. Rất là. Tân ơi!
Phước thì Phước khá rồi đôi có một mày mà giờ hồi trước đây có một ngày trước này gần năm anh Dương đến nhà tôi rồi ông Dương ơi tôi nói hẹn gặp lại nó một Phước thì Phước khá đôi có một có cho anh nó à ba một chi viện đôi có một cái này nào đó ai chờ anh đôi có một này thì tôi phá hai Vâng, rồi. Bây giờ sau khi làm lễ thì dân hương thì đại diện là tôi và ba đầu đồng tên ở phía bên bộ phía trên rồi. Đây là cái việc mà không không lên. Thôi bây giờ đề nghị các nhà ổn định vị trí để chúng ta bắt đầu tiến hành lễ. Alo, bắt đầu buổi lễ. Hết lòng giới thiệu đoàn cựu chiến binh hành hương đưa quê hương vào các đồng đội đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín. Hết lòng kính mời đồng chí Lê Bá Thiêu thượng tọa lên đỉnh chiến tiến chương. Mời đoàn ổn định thì làm lời tuyên truyền.
là hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Rút trường nghiệp bắt đầu. Nhân dịp 40 năm giải phóng thống nhất đất nước, chúng tôi cựu chiến binh Ninh Bình chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 27 Triệu Hải Anh Hùng về thăm chiến trường xưa và có mặt tại nghĩa trang đường 9, dâng hương và hoa kính mong các đồng chí yên nghỉ ngàn thu. Chúng tôi hứa làm tiếp công tác địa phương. Đoàn Mạnh Hương đưa quê hương vào cho đồng đội lần thứ tư 2015 của cán bộ chiến sĩ, cựu cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 27 Triệu Hải, nguyên là Trung đoàn 27 Sư Đức Nghệ Tĩnh, cùng các đồng chí thuộc cái mặt trận Quảng Trị và đặc biệt là các anh chị em du kích của huyện Triệu Phong hôm nay có mặt tại đây tiến hành làm lễ dâng hương, kính dâng lên các hương hồn các đồng đội, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và giải phóng đất nước. Xin được cầu mong các đồng chí ở nơi yên nghỉ thì luôn luôn nguyện vọng về phía quê hương để nhận được tấm lòng của anh em đồng đội đã mang vào đây. Đồng thời cũng cầu mong anh em phù hộ cho đồng bào chiến sĩ của Quảng Trị lúc nào cũng giàu lên để bắt hương của anh em đồng đội là đưa đấm. Cầu mong cho tất cả anh em đồng đội chúng tôi được khỏe mạnh để có thể hàng năm có điều kiện sẽ cùng vào bắt hương để làm ấm cái bắt hương của các đồng đội. Lễ đặt vòng hoa bắt đầu. Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các đồng đội, đồng bào chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, chiến tranh, giải phóng đất nước. Một phút mặc niệm bắt đầu. Lễ tắt xin mời các đồng chí lên dâng hương. Thank you.
hơi ấm trực tiếp
của người thân thương của mình vào cho những đồng đội chúng tôi. Kính thưa ông Nguyễn Minh Kỳ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, người đồng đội đã từng gắn bó với các đơn vị đã từng chiến đấu trên mảnh đất Quảng Trị, trong đó có Trung đoàn 27 Triệu Hải, nguyên là Trung đoàn 27 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Kính thưa ông Nguyễn Chí Tuân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị. Thưa ông Lê Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy phường An Đôn. Bà Hoàng Thị Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban. Thân nhân các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 27 Triệu Hải cùng với các đơn vị từng tham chiến ở Quảng Trị có mặt trong đoàn hành hương đưa quê hương vào cho đồng đội lần thứ tư năm 2015. Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2015, tại một cái vị trí rất nhạy cảm của một cái không gian nhạy cảm đã từng làm nên một cái cuộc tổng tiến công năm 1972 với cái kết thúc 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ, chúng ta cùng dắt tay nhau về đây để cùng chia sẻ và góp vào cái niềm vui chung của dân tộc vào cái ngày toàn thắng cách đây 40 năm và bây giờ là ngày lễ hội thống nhất non sông. Về cuộc hành hương, tại sao lại có cái thông tin có tên là đưa quê hương vào cho đồng đội, thì như bà Hoàng Thị Tân đã phát biểu thì đây là một trong những cái việc mà những người lính đã từng chiến đấu ở cái mảnh đất này, những người đã từng vuốt mắt đưa đồng đội vào trong lòng đất, lòng sông của mảnh đất này, đã từng thề với nhau trong thời kỳ chiến tranh rằng nếu như sau ngày hòa bình chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ vào để đưa các bạn về. Nhưng cũng chính những người lính đã từng đưa đồng đội xuống lòng đất chiến trường xưa hiểu rằng không phải ai cũng có thể đưa được về. Với cái tỷ lệ rất nhiều những đồng đội chúng tôi đã tan hòa vào trong lòng đất, lòng nước của chiến trường, thì cái việc mà đưa về là điều không được. Ngoài những cái khát vọng, tiếp tục cái khát vọng của những người lính và của những người thân là tiếp tục tìm kiếm cái thông tin và di cốt các đồng đội chúng tôi, thì chúng tôi tiếp tục làm những cái phần việc có thể làm được, rằng không đưa được các đồng đội về quê, chúng tôi đưa quê hương vào cho đồng đội. Từ cái ý tưởng này, từ cái tâm nguyện này và cũng chính là lời thề này, bắt đầu từ năm 2009, các cựu chiến binh Trung đoàn 27 Châu Hải đã cùng nắm tay nhau thực hiện cái di nguyện đó, cái ước nguyện đó bằng cách là đưa mỗi một người lính đều có trách nhiệm, ngoài cái việc là phân công cho nhau từng khu vực, như các đồng chí ở Hà Nội đại diện cho cái khu vực là sẽ lấy đất từ Hoàng Thành Thăng Long, lấy nước từ Hồ Gươm và sông Hồng. Các đồng đội ở khu vực miền Trung thì đại diện là các đồng đội ở Nghệ An sẽ lấy đất từ núi Trung Nam Đàn, nước từ sông Lam. Các đồng đội và thân nhân liệt sĩ ở phía Nam, tức là ở các thành phố và miền quê của Nam Bộ thì lấy đất của 18 thôn Quần Chầu và nước từ bến sông Nhà Rồng, nơi hội tụ của 9 nhánh dòng sông Cửu Long và cũng là nơi Bác Hồ đã từng rời bến Nhà Rồng để đi tìm đường cứu nước mang về. Cùng với đất của ba miền là đất và nước lấy từ những chai nước, từ cái giếng làng, từ cái nước giếng quê, từ gia đình của các liệt sĩ, từ cái vườn của các gia đình liệt sĩ là mang vào cùng chung lại hòa vào lòng sông, lòng suối của chiến trường xưa, trong đó đặc biệt là hòa vào lòng Thạch Hãn.
theo cái chương trình là hòa đất nước sông quê vào lòng Thạch Hãn. Trong chương trình này chúng tôi có kết hợp với những cái hoạt động gợi lại những cái giá trị truyền thống, đồng thời cũng là tạo điều kiện để bộ đội luôn luôn nhớ đến dân và để nhân dân luôn luôn nhớ đến bộ đội. Chúng tôi tổ chức cái chương trình đón bộ đội về làng, và cái chương trình này đã được tất cả các địa phương trong những cuộc hành hương trước đây cũng như bây giờ thực hiện và đón được đồng bào đón nhận một cách rất là tình cảm, một cái tình cảm không thể nào nói hết được. Một cái sự tình cảm đó như các đồng chí trong đoàn hành hương hôm qua đã từng chứng kiến, khi đưa đồng đội về thì bà con cô bác khăn đóng áo dài ra tận đầu làng đi đón các đồng đội và trao cho các đồng đội trong đoàn hành hương từng gói cơm, từng cái là túi canh để đồng đội kịp ăn bữa trưa và buổi chiều có thể chuyển sang chương trình khác. Rồi cho đến sáng nay khi rời cái xã Cập Tuyền thì rất nhiều đồng bào đồng đội từ các nhà dân là cứ ra đường vẫy, có rất nhiều người đã khóc gạt nước mắt tiễn những đồng đội chúng tôi tiếp tục một cái chặng hành trình tới An Đôn. Nhưng khi tới An Đôn rồi thì một cái cuộc chuẩn bị rất là chú đáo, chỉ trong một thoáng rất là thời gian, dù đơn vị là hành quân rất vất vả, nhiều cái xe là không đến kịp mà các chị đây vẫn giải quyết cái chuẩn bị trước một cái phương án rất là hoàn hảo. Cựu chiến binh Lê Văn Dưỡng thay mặt đoàn hành hương lên trao quỹ học bổng cho phường An Đôn. Con xin mời anh Dưỡng và anh Giao nán lại một chút ạ. Xin thưa với tất cả các đồng chí đại biểu và toàn thể là đoàn hành hương cùng như bà con cô bác có mặt hôm nay. Trên cái bảng ở đây là khi trước khi tôi đi ấy, là tôi chuẩn bị một cái bảng để trao cái quỹ học bổng này. Cái bảng này nó là một cái tranh được ốp lên gỗ là phun keo. Thế là tôi ghi rõ là quỹ học bổng quá khứ Dưỡng tương lai với trị giá 10 triệu. Với số tiền là 10 triệu. Nhưng trên thực tế cho đến hôm nay thì do có sự ủng hộ của các tiếp tục của các thành viên trong đoàn hành hương thì chúng tôi nâng cái giá trị của cái quỹ học bổng này lên 15 triệu. Hiện nay cái bảng là 10 triệu nhưng mà trong phong bì trao cho phường An Đôn là 15 triệu. Và chắc chắn trong tương lai những người lính chúng tôi có dịp trở lại An Đôn sẽ cá nhân hay là tập thể sẽ tiếp tục bù đắp thêm cho cái quỹ này, đang từ 10 lên 15, bây giờ sẽ bù đắp lên có thể là 16 triệu, 17 triệu, 500, 18 triệu, thì trong tương lai sẽ là như vậy. Xin được cảm ơn nhà giáo cựu chiến binh. Anh Sinh sẽ là đất và anh Tý sẽ là nước. Mỗi một miền quê hay là một gia đình liệt sĩ có mang theo đất nước ở đây thì xin mời mỗi một miền quê, mỗi một gia đình liệt sĩ sẽ chuyển một ít đất và nước vào trong hai cái mình này. Xin nhắc lại, đồng chí Nguyễn Phúc Sinh sẽ là phần nhận cái phần đất, đồng chí Nguyễn Văn Ký sẽ nhận cái phần nước. Bắt đầu chúng ta thực hiện cái nghi thức này theo cách cuốn chiếu sau khi bà các anh đã đưa được đất, truyền được đất, được nước vào cái phần chính này thì các anh theo đường này về lại cái vị trí ở bên dưới này, đứng xếp hàng ở vị trí bên dưới này. Anh Sinh và anh Quý sẽ đứng ở giữa. Vâng. Nghi thức thực hiện nhập cổ trong chương trình hòa đất nước sông quê vào lòng Thạch Hãn bắt đầu. Đây là đất nước của quê hương Cao Như Thiêm anh hùng liệt sĩ, mà lấy tổng cũng là anh hùng liệt sĩ, đất nước quê hương Diễn Châu Nghệ An. Hành hương của Nghệ An Thái Hòa đã mang
nước đầu nguồn rau xéo đầu nhiều rồi và cách là ở nông trường nông hiếu là nơi 60 bác Hồ đã về thăm ở nông trường nông hiếu. Vâng, xin cảm ơn. Đất ở đây là đất đỏ phủ quỳ miền Tây xứ Nghệ, còn in dấu chân người hòa đất Quảng Trị thêm ấm tình đồng đội. Đây là đất thần thánh, nơi bản thổ về thăm quê hương này. Đây là muối hồ đồ và đây. Đây là nước sông Lam. Đây là nước sông Lam, quê hương của đồng chí Trần Phú. Đây là nước sông Nhật Lệ, nơi bến đò ghé suốt đã từng chở quân vào chiến trường. Có nhiều đồng chí một đi không trở lại. Chúng tôi hòa nước sông Nhật Lệ vào sông Thạch Hãn cho các đồng chí. Đây là đất Nga là từ Võ Nguyên Giáp đưa vào hòa với đất Quảng Trị để làm cộng đồng đồng đội. Đất của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mang vào cho đồng đội và đồng chí. Đây là đất thiêng lấy ở Hoàng Thành Thăng Long. Đây là nước Hồ sông Hồng và Hồ Gươm. Đây là đất đèn hai vai di tích của Hiền Châu, biểu tượng cho ý chí kiên cường của một thương binh đánh tan vô địch với không ngóc đầu kêu gọi đứng vững để chiến đấu. Đây là của quê hương Hải Dương, của gia đình, của dân nhân liệt sĩ để mang hòa hiệp cùng với đồng đội ở trong Quảng Trị. Đây là đất của quê hương 18 phong người Trần Tỉnh Hồ. Đây là nước ở sông Sài Gòn lấy từ biển cả nhà trong. Đây là đất của nghĩa trang liệt sĩ Cảnh Hải Dương mà đoàn chúng tôi mang vào và sông nước sông Cảnh Hải. Đây là nước của các gia đình liệt sĩ Tỉnh Hải Dương đem vào để tiếp cho các đồng chí liệt sĩ. Đây là đất của các gia đình liệt sĩ và thầy phố Hải Dương và lòng đất Thạch Hãn. Đây là đất và nước của Lễ Tư Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đây là đất và nước Lễ Tư Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Xin tất cả các đồng chí giữ đất và nước ở hai phía. Hôm nay tại nhà khánh lễ của bến dân hoa dân hương bờ bắc sông Thạch Hãn, tôi thay mặt những đồng đội đã từng chiến đấu và gửi lại rất nhiều đồng đội nằm lại ở bến sông này cùng với đồng bào đồng chí, xin được đọc bài văn tế đồng đội, đồng bào chiến sĩ đôi bờ Thạch Hãn. Bài văn tế ông Minh Hớn thuộc trung đoàn 27 Triệu Hải cùng tác. Anh em chúng tôi, những người đã một thời cùng các đồng bào, đồng đội vào sinh ra tử, bảo vệ thành cổ Quảng Trị để địa danh này trở thành một đỉnh cao tuyệt vời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Hôm nay trở lại bến sông này để thăm lại chiến trường xưa,
viếng những đồng đội mà tuổi 20 đã hóa thành sóng nước, đem nước ba miền hòa vào dòng Thạch Hãn để hơi ấm quê hương gần gũi với các anh. Kính lạy vong linh các anh hùng liệt sĩ đã hòa mình vào dòng Thạch Hãn, rằng xin nghe mình kính cẩn nước rằng cây núi mai tươi có anh và đại, trên sông khói sóng gợi nhớ về của đao binh, dưới bến thuyền neo nhưng nhắc lại những lần trèo lái, thể vách hòa tan tình anh còn mãi. Nhớ mùa hè 72 Quảng Trị, đầu tháng 5 ta tấn công chiếm đất giữ thành, cuối tháng 6 địch phản kích giành dân cướp lại, ngàn vạn tấn đạn bom trút xuống không một viên gạch vẹn nguyên. 81 ngày đêm liên ngang giữ bốn cửa thành vững chãi, địch dùng tăng pháo đổ ra, sập cầu bác ấy chiến so tài nghiêm ngừa đã từng mấy lượt xông lên. Trần Thư Hùng dấu sức công cân vẫn quyết cuộc phép sống mãi. Chiến binh Phạm Quang Hùng. Hôm nay là một tấm lòng của những đồng đội là gửi muốn gửi tới một đồng đội của mình để thể hiện rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, những người lính của chúng ta vẫn luôn luôn sát cánh với nhau, chia sẻ những cái sự vui buồn với nhau. Và cũng ở đây, cho một cựu chiến binh đã chiến thắng cái căn bệnh hiểm nghèo để rồi hôm nay có mặt trong đoàn anh hương của chúng ta hôm nay, đó là anh Lê Trung Kiên, đoàn Quảng Bình. Xin mời anh Lê Trung Kiên lên. Đi bước của cựu chiến binh, người đồng đội của mình vật vã với căn bệnh để chiến thắng bệnh tật, để rồi hôm nay là đi vào thẳng cùng về với tất cả 500, cầm tay 500 đồng đội chúng ta vào có mặt hôm nay ở đây. Vâng, xin cảm ơn. Tức là không kịp phong bì, thôi cứ cầm tên này cho nó gọi là nóng sốt. Vâng. Thưa anh Lê Bạch Dương, trưởng ban điều hành của Cục Hành Hương, thưa cả nhìn lần nào ở phương An Đôn, thưa tất cả anh chị em đồng đội của trung đoàn 7 và những anh em đã từng chiến đấu trên mặt trận của Quảng Trị, lúc đương thời, lúc đương chức và cũng như khi chúng tôi trở về đời thường, thì những cái ngày như thế này ấy, thì chúng tôi cho đó là những cái ngày lễ trọng, những cái ngày mà mình không quên cái sự hy sinh xương máu của đồng bào, đồng chí và đồng đội của mình trong những năm kháng chiến chống Mỹ cũng được. Nhân trong buổi cuộc nhân trong cái hồi hương này là với tiêu đề thì tôi nghĩ rằng là nó rất là sinh động, rất là sung túc cho đồng đội. Và trải qua một cuộc hiến hương thì chúng tôi thấy rằng là một cái điều rất là mừng. Thứ nhất là cái sự hăng hái, nhiệt tình và chịu khó của anh em mình, mặc dù tuổi cao, sức yếu, cũng có đồng chí là trên 82 tuổi. Thứ hai là tất cả các hội thương, thì tôi cảm nhận một cái điều rất là vinh dự là được Ủy ban nhân tỉnh, tỉnh ủy và các huyện, thành phố, thị xã mà đoàn đến thì đều có cái đồng tình ủng hộ và đồng thời giao trách nhiệm cho các địa phương. Thứ ba là như Dương nói mà trước đây là như các chị đã vào của cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba và hôm nay của thứ tư đấy, thì phải nói là cái sự nhiệt tình của đồng bào đối với anh em mình. Hôm kia, hôm mà trước đây thì quyền hướng thứ hai ấy, là có một điều là khi lực lượng bộ đội binh về phân bổ vào ba làng ở cái Cam Thịnh, tức là Phú Ngàn, An Bình và Cam Hòa. Thế nhưng mà lúc đó là anh em mình vào đâu thiếu, cho nên cái thôn Phú Ngàn á là không được đón tiếp. Cho nên nhân đến đó người ta thắc mắc là mình công bằng,
nói chung là cái bát hiến quốc phần tức là không phân mộ là cho điều. Và khi đếm á, là có một gia đình là ngoài cái việc mà các thôn rồi như vậy các đoàn thể rồi là ban cần sự thôn rồi xã rồi tiếp đây là đó, nhưng mà có gia đình là khi phân bổ về thì như vậy là do anh em mình đi thiếu cho nên không bổ thì nhà của bạn đâu, các bạn làm bà khóc rồi bà ông rêu rồi bà khóc rồi về sau nữa về đưa anh em đến nhà tôi. Thì như vậy ấy, là có thể rằng là ba yếu tố đó nó hợp tác với sức mạnh, và đến hôm nay ấy, thì có thể rằng là một cái việc làm rất là tình nghĩa, rất là một cái tình nghĩa rất là sâu nặng đối với đồng chí đồng đội của mình. Tôi về báo cáo chỉ là cũng nhiều năm gắn bó với Trung Nam 7 từ năm 68 cho đến sau giải phóng 72, rồi các sứ đoàn khác cả đội công lập thì như vậy tôi cũng tham gia cùng đi cùng công tác, cho nên là có thể nói bây giờ thì đi đâu thì anh em cũng gặp rất là đông đủ. Ngày hôm 2 vừa rồi thì tôi có vinh dự các cái đoàn cựu chiến Việt Nam ra thăm đảng và nhà nước, thì trong đó như về 63 đồng chí, tức là 63 tiền nhân thì có 63 đồng chí, thì trong đó cùng đi thì như vậy là Hội Nghị Minh và tỉnh là tôi vinh dự là cử đi dự cái cuộc đó, tức của các bạn đó. Thì có thể rất là trân trọng và rất là tình nghĩa. Và hôm nay chúng ta kết thúc cái cuộc hội ngộ này thì với tư cách là cá nhân, nhưng mà đồng gắn nhiều năm với cả đồng chí, cho nên có gì hơn thì xin chúc tất cả anh chị em mình với cả đồng chí đã vui rồi, nhưng khi trở về địa phương càng vui hơn, và làm sao giữ những sức khỏe, và có thể đến năm 2017 là chúng ta sẽ có cuộc hội ngộ và như thế này, tức là lúc đó là 45 năm ngày giải phóng Quảng Trị, thì chúng tôi sẽ rất mong muốn cái điều này. Xin chân thành cảm ơn. Và nhân đây thì tuổi cao rất nhiều nhưng mà xin hát bài. Thank you.
xin cảm ơn rất, nhưng mà để cái bảo đảm sức khỏe cho mọi người cũng như là trong cái hành trình ngày mai hối hả về lại các miền quê, cho nên là xin được dừng lại ở đây, và tôi xin được thay mặt đoàn hành hương xin gửi tới lãnh đạo đảng, chính quyền, nhân dân phường An Đôn nói riêng, của thị xã Quảng Trị nói chung, và đồng bào chiến sĩ trong phường và thị xã là cái lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn tới cái sự nồng hậu, đón tiếp nồng hậu và rất là thắm tình quân dân của đảng ủy, chính quyền, nhân dân của phường cũng như là của thị xã, và xin cảm ơn. Đây là đất nhà là từ bộ mới giáp đưa vào hòa với đất còn thể để làm cộng đồng đồng đội. Đất của quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mang vào cho đồng đội và đồng chí. Đây là đất thiêng lấy ở Hoàng Thành Thăng Long. Đây là nước Hồ, sông Hồng và Hồ Gươm. Đây là đất đèn hai vai di tích của Hiền Châu, biểu tượng cho ý chí kiên cường của một thương binh đánh tan vô địch tối không mất đầu kêu gọi đứng vững để chiến đấu. Đây của quê hương Hải Dương, của gia đình, của cá nhân liệt sĩ để mang hòa nhập cùng với đồng đội ở trong Quảng Trị. Đây là đất của quê hương 18 phong Bù Cần, tỉnh Quảng. Đấy là đứa ở sau Sài Gòn lấy từ biển cả nhà nhau. Đây là đất của nghĩa trang liệt sĩ Cảnh Hải Dương mà đoàn chúng tôi mang vào và sông nước sông Cảnh Hải. Đây là nước của các gia đình liệt sĩ Cảnh Hải Dương đem vào để tiếp cho các đồng chí liệt sĩ. Đây là đất của các gia đình liệt sĩ và thành phố Hải Dương và mảnh đất thành nhà. Đây là đất và nước của đây.
đây sông còn đó, đây sông còn đó, đây sông.